tê kê thở ca đô thiên nhiên thập đây mày làm bay áo bà tê kê ảnh vua kê áp nơi tại anh chẳng chẳng tê kê mình chẳng hôm nay nhưng khai hôm nay nhưng ngọt lửa hôm nay chẳng tê kê áp vườn chẳng tê nơi bà tê kê hai công kết hai nơi bà tê bà răng nhiên chứ rồi dùng kê cho chứ nó thay ai ná chào kê tha thấy kê cái nạp bạc chứ rồi dùng ai kê áp tê kê áp nên thử thử ca sầm kriêm mọc lại mô vinh tê nên ai thử ca sầm kriêm bà nhóm chấm cất khơi chứ giờ bóng ôn tầng áp nha ngay bà hôn san trong chắc nhẹ na đây cái nạp bạc chứ rồi dùng mỗi cụ ác cái gì bị trôi cục nó rung cả ba thằng ác phạt quả gì bị những cái đây chúng áp bộ quả trong chào nắng quả gì các anh em nói sai số năm chiến á chân hẹn ta cũng riêng cầm hai cái ao quan tôi đang cả nạp bạc hẹn à hay những cái thứ mê chứ rồi dùng nè nhẹ na mình sẽ lấy cái nạp bạc hẹn luôn cho con kia nè cầm riêng cầm hai cái chặt đã cốc cho kia chặt đã cốc đầm bay ok tôi sẽ lại nhạc nạp bạc chơi mà ra ấy nhá cái nạp bạc ấy tôi chỉ sắm lắp mai bằng phai mai làm mấy cái đôi cứ hệ cầm riêng cầm hai cái tôi sẽ lại cái nạp bạc ấy chắc là nét con trai ấy đứng cứ sắp tập à chơi là dùng hãy đứng nghe à chim cay chuột à chuột các bạn hãy cùng kê với kia po rót chân màu giấy sắp kê năng phải chang kê chơi là dùng cái dây lương bắt sắp kê chứ rồi là dùng viên mình thở thở phiện nâng chanh mà hai dân xưa mơ bỏ và thiên nhiên thật ở đây nơi bà tế kê mùi á xua ta kê đáy chăn mạch chăn mạch đôi quạt đấy miên là bà tế khám ai dân tế chìa bà vọt xa hai đáy chăn mạch ở sáng sai sắp chăn hai sắp chăn tại anh nhưng chắc mà thay nó bị chăn đồng nạch thả mà nạ nát bằng bơ bấy ở nát anh hai ná hai cái nạp bạc chẳng kia ở toàn miên căn ảnh mạch mà đông nà lời rương sẽ nè đây là anh ta cho kia tha phô rô tư cấp căn cái này ở tư con trọng nạp bạc đã tê dị chủ nội dung à kia bánh chim chai thao kia anh hay là chủ nội dung à kia bánh thao kia anh hay hay nhá tại không sầm lót cũng riêng hai kia ở tư sở lãnh cái nạp bạc hẹn à cái nạp bạc hẹn nhá cứ kia à cái nạp bạc đại chủ nội dung sở lãnh cái dôn hay đường chân nè hãy bằng riêng cái mai ở sầm lắp cái mai hãy bằng riêng cái mai ở sập cái mai bọt cái nữa à cái nắp phải àmê hãy cứ àmê chư đô này dùng hay cứ chư đô này dùng từ chua đường chân à cô mà đi nữa hãy mình bằng riêng hơi bô rock mai sẽ lại bị chia tập tại cái à chim cái chuột hãy chụp chuột tới và chuột tất cả bao hãy vui bình bằng hà đi và hãy chuột thì mê đất non cái chuột tất cả anh đáy này cái mơ mà tất cả bài miền mê đất non chuột chứ cái đưa ra anh chuột đây ta anh bình chuột là sẽ ăn chuột đây thì à cho trời mà đây hãy chụp bọc bạc bài thôi à thao tiếp nha chuột bên đây hả đi Sophie hun sen vi sam lap khmai lang nhien na sam lap tiet sak luon ai lang nhien nai ya bong do chkai chang na phai ba vi at ban khan jom trok vi ha kana pa chro ni jom ha heng kit meun na a khma a kana pa chro ni jom na heng me hai da bai ban pa kana pa chao heng a cp ban tha an chro ni jom doi heng ba khan chiet kap pri luok khsik na nè lụa này lụa đung sắp bay chăng có hình chụp rồi từ miền ban bạc phụ hẹn hẹn mặc bao cả họ phô rốt này cầm riêng kia ôi tới giờ lạnh cho nạp bạc hẹn à lấy mơ cái nạp bạc xong rút chiếc mơ cái nạp bạc mơ cái nạp bạc hãy mơ cái nạp bạc chăng mơ tại miền mê đất ngon là cầm riêng cầm hay ôi tới giờ lạnh xong xin miền lôi cho nạp bạc tình này nó ôi tới giờ lạnh cho nạp bạc ôi chô rung thì mỗi cái nạp bạc cứ sắp tay phải vì lít cứ sắp tay phải vì lít cứ sắp tay cầm miền nạp cầm riêng cầm hay như ta smart chất ngay cha cha sma chất ba vị chia chôn ba vị chia phô rốt đại quan sờ lạnh lập thị vị chia thập tay nó không phải tên chẳng quan đừng quan thọ cái nạn bạn sang cứ thở được quan thở được quan thọ quạt lẹ băng trăng cầm láng cai cầm láng chất luôn quạt lôi cạn mà quạt cho luôn quạt ập miên nhà nam bảo tinh quạt đây đang sập lạp cái nạn bạn sang hay xuống hai quạt miên lôi nát sập lạp nào từ tinh vị chia phô rốt mà trong nhà anh giờ từ vị tên răng trong nhà anh từ vị tên xèn xèn nhà anh nên lôi tinh rồi sập vật nhôn ha ឲ្យគេមកគាំទ្រណែគឺគណៈបកប្រឆាំងគឺអត់មានទេមិនមែនដូចជាគណៈបកប្រជាជនទេគណៈបកកណ្ដាលមានលុយសម្រាប់ទិញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកតាមលើកជើងលើកដៃយើងសុខចិត្តទិញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យទាំងរាប់ពាន់រាប់ពាន់អ្នកមកគាំទ្រនៅដល់ប្រទេសគេអញ្ចឹងបើគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនអាចទេបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនោះកាន់អាណត្តិតែឯងដោយអាគណៈបកចោលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនិយាយអញ្ចឹងវាត្រូវហើយពួកវាជ្រុលនយោបាយអាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឡើងមកវាបំផ្លាញតិចលក់រក់រែរក់ភ្លុំរក់អ្វីណាគៀបគេសង្កត់គេសម្រាប់គេឯងកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងអានឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងដាក់គណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវហើយគឺជ្រុលនយោបាយទោះក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិស្លាប់ខ្មែរយ៉ាងណារាប់លៀបកាប់មុខចំតិតគូតគ្រប់ត្រអត់ឈប់អត់ឈរអានឹងហៅជ្រុលនយោបាយហើយនឹងឯងពួកអាឆ្កែឈាមឆ្កែយួនណាអាខ្វាក់អាខ្វាក់ថោកទៀតក៏មានសំផឹងសៅជ័យពួកឯងកំថោកទៀតពួកឯងណា
Ê, anh chứ không ạ, mình ơi anh, nè, mình ơi anh control cái nạp bạc trang mấy. Bà cái nạp bạc trang mà toàn bán bọt chiếc thang chiếc thang năng. Hay anh tự control hãy, mình anh mình cúp cắt cắt bốc hãy nè, bởi anh cắt bốc năng hãy anh. Nè, bán thang anh nên cắt bốc chứ rồi dùng, của anh chứ rồi dùng, anh khơi anh luôn chiếc toàn chiếc sử lập này, anh nói, anh nên tự control án năng, anh chứ rồi dùng. Tại hóa ngay nghe, mình cái nạp bạc trang ngay, để hình cầm riêng mấy cái bộ control của CP đấy, để chứ rồi dùng. Chẳng hẹn ô các bạn, bộ ả cháu thao kiếm đặt cục tay, ả cháu chơi đó đây. Có ốc này anh đã cục đã cục tới ốc ba lại đã cục muôn kì nha chim chay trâm trâu bò dương mình ai tới quan thọ mình nuôi đại khắp mặt chiếc quần anh lộ cái tết quần anh đi mà dân gì dương tới quan thọ bắt chân nó đừng quan thọ quan tiết á dương mình quan thọ cái nạn bạn trang áp tiếp bấy đôi chỉ dương nó quan trâu quan nó ơi quan nó bấm plan cái tết chiên dương chăng can đặt lăng chăng dương thử là phải chăng cho môi quan dương anh ai tới quan thọ mình nuôi các bạn chiên chăng ban đi hay đi mà chào kia cái nắp bắp chăng tay kia chơi rồi nhiều mấy bộ rồi để control cái nắp bắp chăng chơi rồi nhiều mấy nè bật quạt bật quạt bật thay ok bật thay quạt nè bật thay quạt rong tô rồi sao cái nắp bắp chăng kia thay tóc tô mà lên hay nữa tôi control cái nắp bắp chăng tiếc anh đang bị chơi rồi nhiều cái đặt cặp bốc viên ngược nè cặp bốc viên ngược viên đằng nào sao không được cả nắp tao tôi chờ đợi của ACP Ross ngay đi chứ nè chào mọi người đi chụp hình vậy ok nha năng hiện xong châu ruộng mà tệ mà đòn ok nó phê dương dễ dương nếu hấp với tụi ao dây nẹm nẹm dây chọc sẵn á dương cùng đi chẳng tới thợ ở đặt chẳng đi nè mày cũng ao của à xây về phê vi châu mới thay dương cả đảo miền vậy tới chúng ta một ông cá tươi trào trào đã đặt bên của bà nha chuẩn bị đây mà la đây mà dây đây យាយមកបាត់សាក់មកក្រោយចាស់ជំរាបសួរបងប្អូនមកក្រោយហេតុជួននិយមអាជនក្បត់ចិត្តដែលវាកំពុងចេញមកនិយាយហ្នឹងគឺស្លេងមិនគេនឹងសើ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 មិនគេនឹ
ngày này trên mạng trực phòng mà đại dương lại mong đập pì nát đập pì ngày này dương mong đắp và chân một sinh một tuần cả đại gì và chân nhâm trong pháp tư là trong pháp tư hôn sai với nhé một cuốn chư lưu dũng là một ẩm nát là hôn lên đang ạc rõ sợ ạ ạ tha so khám là ạc rõ nó là ớ cứ hôn sai anh năng hay cứ căn cấp đất ngon bởi tế sai sập xam chiêng hay mơ tơ ta bởi tế ạ lúc đã liên không cầm rật na bởi chư bố rát về tình yêu không cầm rật na anh ạ khám cá đất ngon bởi hôn sai anh năng đời xa ta cá đất ngon là biếp lùng nguồn khanh ạc miên kết cú bì phát bởi giáo chiết ạc miên kết cú ẩm phí ca anh tụi bây bỏ được chơi cái mau chuyên phía mấy cái ác quá sắp ngay cứ tao mày giang bừng rưng ẩm na cho bà anh cho anh na thơ ấy thơ tay cho anh na mau chuyên phía anh na mau bằng phôn xung cung anh na mau anh do cương nhiên do mau bằng cách thì anh bằng phát nhà na cũng dù bị chân khai mấy ác đây xâm khăn ẩm na hay nơi phía được kê miêm nè giả ca chết kê trong ban ca phát đầu môi phật bật cái trong ruộng nơi đại miền lịch thì bị chia thập tay bật bật cắt nát kia mình quan trơ nó gọi cầm nước thao tiền bạc luôn trao thạc kia nó chưa được dùng đối mà ạc lơ mình nuôi chưa được dùng là mốt online cứ ạc hết có ai nâng hay mình men bong ôm để chưa bỏ rạc mai rứ co sạc cam mình chưa nên cái nặng phạm bị chăng nam mũi rứ bọc cô nam mũi tê cái sạc lành chết cái miền mình đã sạc chết cái trong ai bị tê bạc kia nó miền cả ạc bị vọt đi chầm rán anh vô ban đấy và trong ngày công tha bà thê khmai cứ chưa bà thê là thê và căn như là thê bà chưa tha bà đây đặt sọc khmai nó cứ chưa bà thê cũng mà nịp đại ca mòn tư đặt sọc cung thì dùng đôi dùn chân tư ở bị chọc mà gì bắn sợ đó là cái mà gì bắn sợ bộ dương chắc tao bầm khlan kê nâng này ok vậy chẳng thú tìm môi tiết á nâng này môi tiết á à chứ rô này dùng á mẹ mẹn bố rốt mẹn cử nạng bà chăng chứ rô này dùng ấy cứ à chim chay khoa chim chay chốt khoa ấy để anh chưa rồi dùng chỉ mũi để vuông này nè chân tôi chưa khăn tuổi bay giờ rồi nhá cái khom răng phơi chẳng may cái đau rồi ơi bị tết mai viên rất sợi phết miên để bay sắp bay chẳng ơi kỳ chui chỉ mũi sắp bay chẳng có tay à chim chay ấy mình tay ra mà tam kê thế hẹn tao là tam vuông chân nó ngay à ấy nè cầm bông ta chưa rồi dùng chỉ mũi quả công mà đi bay cả vuông này chân nó ngay nhá à chim chay là tháo tiếp à chay chốt ai chốt nó ẩm nay chốt làm cái pin nó cháo lại chẳng na, ai đang cầm bông tay chưa rồi dùng, nghe? Tới chiều buổi chiều cô rót máy chuột bánh hà bị bắt xây tật cây,
ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានផ្ទះគ្មានសំបីនៅក្មេងគ្នាអត់មានឪពុកម្ដាយចាប់គ្នាចាប់ម៉ែឲ្យគ្នាទៅដាក់គុកដាក់ចង្វាក់ហើយដេញគ្នាចេញពីក្នុងផ្ទះហើយអានេះជាកូនខ្មែរយើងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយយើងត្រូវតែមើលកូនចៅរបស់យើងធម្មតាយើងធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេយើងមិនអាចឲ្យកូនទៅដេញតាមចាំផ្លាត់ទេតែបែរជាគាត់កាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នេះទៅដេញតាមចាំផ្លាត់គាត់យកអាកូនចៅរបស់គេយកមកក្រុងវិញហើយយើងគិតមើលថារាល់ថ្ងៃគាត់កាន់អំណាចរបៀបម៉េចរាល់ថ្ងៃនេះហើយគាត់មើលឃើញពីប្រជាជនខ្មែរយើងរបៀបម៉េចបងបាយឃើញនៅខាងព្រះវិហារក្មេងៗគ្នាពុកម្ដាយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកគ្នាត្រូវទៅនៅក្នុងព្រៃដេកយំទៅហូយំហេតុអីក៏រដ្ឋថាវិបាលនឹងគាត់មិនដាក់ភ្នែកមើលផងហើយដល់ពេលប្រជាជនបោះយួនបោះចឹងណាយើងយកមកគ្រប់គ្រងពួកគាត់អីក៏ល្អមែនសុទ្ធតែចែកចេះចែកដីឲ្យនៅនេះហើយចាកូនចៅខ្លួនឯងនេះប្រជាជនខ្មែរនេះគាត់នោះនៅរងទុក្ខវេទនាជួបការលំបាកគ្រប់ទីកន្លែងហេតុអីក៏យើងមិនដាក់ភ្នែកមើលហេតុអីក៏យើងអត់ទុកឲ្យពួកគាត់នៅទាំងតដខ្សោយអញ្ចឹងទាំងរស់ទាំងវេទនាហើយដល់ពេលគេនិយាយគណៈបពប្រឆាំងប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បញ្ចេញមតិគាត់និយាយចេញមកសិតតែគាត់នឹងពួកជ្រុលនិយមសិតតែពួកគាត់នឹងចង់ធ្វើស្អីគេចង់ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេមិនប្រឆាំងទេសំខាន់លោកអើរាល់ថ្ងៃនេះដឹកនាំប្រទេសនឹងសំខាន់លោកបើកភ្នែកមើលផងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាលោកមើលទៅមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចង់គិតថាលោកឯងកាន់ណាច់មិនល្អទេតែសំខាន់លោកឯងត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់សួរអត់គាត់ជួបការលំបាកអីខ្លះលោកឯងចង់កាន់មកជីវិតចាំដងងាប់ប្រហែលតពូជាតិក៏គេអត់មានថាអីដែរតែសំខាន់ឲ្យលោកឯងមើលប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់រស់សួរអត់តែចង់ផ្ដាំឲ្យហីកុំឲ្យហ៊ុនសែននឹងយកការប្រៀបធៀបណាធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងចាចាំចាំឡើយចាំចាំរិទ្ធាឡើយមកចាំចាក់សម្លេងវាចាំយើងស្រួលតបហ្នឹងហើយអត់ទេសម្លេងវាចាក់ហើយសម្លេងវាចាក់មិញហ្នឹងវាធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងនយោបាយនឹងឯងជាមួយនឹងឯងសម្ដីរបស់ម៉ាក្រុងជាមួយគណៈបពប្រឆាំងចង់ប្រាប់ទៅអាក្បត់ជាតិឯងវិញណាតាំងពីសាស40ឆ្នាំជាងតើបារាំងដូរឯងដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលអ្នកហើយគេដូរមានដឹកនាំប្រហែលអ្នកហើយសួរក្បាលឯងវិញណាអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអញសួរត្រឡប់ទៅឯងវិញហើយប្រាប់អញមើលតាំងពី79មកណែដែលឯងឡើងតើដែលឯងថាឯងកាន់អំណាច40ឆ្នាំជាងដែរហ្នឹងក្នុងចន្លោះពេល40ឆ្នាំជាងហ្នឹងតើបារាំងដូរមេដឹកនាំប្រហែលហើយតើបារាំងកើតសង្គ្រាមហើយណាឯងសួរត្រឡប់ទៅក្បាលឯងវិញដែលឯងយកសង្គ្រាមហ្នឹងយកមកគម្រាមពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងសពថ្ងៃឯងមានតែពាក្យសង្គ្រាមសង្គ្រាមសង្គ្រាមតើសង្គ្រាមទៅធ្វើជាមួយអ្នកណាគេក៏ភ្លើងនៅលើឯងអំណាចនៅលើឯងចំណាយពលរដ្ឋគាត់មានអីឬក៏គណៈខាងនឹងមានអីក្រៅពីឯងចង់បិចនឹងឥឡូវថាលោកសំរងស៊ីចាក់ដែលរាល់ថ្ងៃដែលឯងប្រឆាំងអិចក្បាលចោលហ្នឹងលោកសំរងស៊ីនឹងមានតបឯងលោកសំរងស៊ីនឹងមានអាវុធឯងមានសភាវុធឯងក្រៅពីសម្លេងនៃគំត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហាអាក្បត់ជាតិអញសួរត្រឡប់ទៅឯងវិញឲ្យតែចាញ់ត្រឹមត្រូវបងឆ្នោតប្រមានសង្គ្រាមឲ្យតែចិត្តបោះឆ្នោតប្រមានសង្គ្រាមម៉ៃក្មេកខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងអ្វីដែលវានិយាយថាខ្លាចពលសំនងស៊ីឬអ្នកក្រៅទីបង្កើតអង្គការថាអង្គការក្រៅរដ្ឋធម្មបាលហ្នឹងណាការក្រៅរដ្ឋធម្មបាលខ្ញុំជឿថាអានេះគឺជាការយកលេសរបស់វាលេសដើម្បីចាំហ្នឹងហើយគឺជាការយកលេសរបស់វាដើម្បីតែអ្វីពីព្រោះចិត្តបោះឆ្នោតនេះដែលវាឃើញពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាទោះវាគម្រាមកំហែងសម្រន់ជោគលុយទៅទិញក្រៅឲ្យតកាន់ប្របោះឆ្នោតអស់វានៅតែគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកអង្គប្រមាណប្រឆាំងនៅតែមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយណាដើម្បីតែឲ្យពលរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតគណៈវាត្រូវតែយកលេសណាយកលេសចង់ចាប់អ្នកក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាចោលប្រកាន់ថាហ៎ណាមិនឃើញវានិយាយណាបច្ចារអ្នកក្នុងស្រុកខ្មែរបច្ចារអ្នកក្នុងស្រុកខ្មែរតែគ្រប់គ្រងអង្គការបង្កើតអង្គការរដ្ឋាក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអានេះគឺជាការយកលេសរបស់វាដើម្បីចាប់អ្នកនៅស្រុកខឹងស្រុកខ្មែរគណៈបកណាក្រោយឲ្យទៅគ្រប់គ្រងវាណាចាប់គឺថាចោតប្រកាន់ដើម្បីតែយកទៅដាក់គុកពេលនឹងរៀបបោះឆ្នោតគឺវានឹងចេញណាដែលចាប់បេះចោតប្រកាន់ឲ្យព្រោះអីវាដឹងថាណាមួយអត់បោះឆ្នោតឲ្យវាអត់គ្រប់គ្រងវាគឺវាបង្កើតគោលការណ៍ហ្នឹងមកដើម្បីគម្រាមកំហែងចោតប្រកាន់ថាណាស្អីគេគ្រប់គ្រងក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាអង្គការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាការយកលេសរបស់វាទេក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយចាគាត់តលេះទេបងយើងដឹងហើយតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគាត់មិនអត់ដឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅ
ក្នុងរបបផ្ដាច់ការរបស់តកូលហ៊ុននឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ភ័យខ្លាចហើយតែគេបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងអីមួយគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានទេគាត់ចង់តែកំទេចមិនថាក្នុងឬក្រៅទេបងឃើញនៅស្រុកបារាំងគេបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបោះឆ្នោតគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋគេចេញពីប្រទេសបារាំងហើយគេទៅនៅអាមេរិកហើយគេអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេបងគេទៅនៅប្រទេសអាមេរិកហើយគេនៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៀតគឺគេបោះតាមអនឡាញគេមានស្អីគេកុំព្យូទ័រគេសម្រាប់បោះឆ្នោតគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយឈ្មោះថាខ្មែរយើងតាមស្ថានទូតចាឥឡូវគេមានអាចសម្រាប់បោះឆ្នោតគេបោះតាមអនឡាញមួយទៀតបងគេអាចបោះឆ្នោតតាមគេហៅស្អីទេពូមួយគាត់នៅអាមេរិកនេះប្អូនតកែខ្ញុំនេះគាត់មកគឺគាត់មកបោះឆ្នោតតែតាមពិតគាត់នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែចង់មកមើលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកបារាំងទេប៉ុន្តែគាត់នឹងបោះឆ្នោតនៅ Washington State គាត់គាត់ជាគុណគូលរបស់គេមានគ្រប់គេបង្កើតគ្រប់លិខិតគេកើតការងារស្រួលពលរដ្ឋរបស់គេដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតចាគាត់ហើយគេមិនដូចប្រទេសខ្មែរយើងបានឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញពីប្រទេសខ្មែរមកពេលបោះឆ្នោតនឹងគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនឹងចេញឲ្យផុតពីប្រទេសខ្លួនឯងអត់មានសិទ្ធិអីដែលត្រូវបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទៅអីអញ្ចឹងមានការលំបាកទេនឹងបាក់នឹងខ្មែរយើងប៉ុន្តែបើប្រទេសគេអត់អញ្ចឹងទេទោះបីប្រជាពលរដ្ឋគេនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរហើយទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគាត់ថាហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតច្បាប់កុម្មុយនីសដើម្បីសម្លាប់ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យវាជាការពិតព្រោះវាជានិច្ចកាលវាតែងតែចេញមកបងខ្ញុំអត់ទាន់អាចនិយាយខ្លាំងបានទេព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយអញ្ចឹងឲ្យបងគាត់និយាយខ្លាំងគាត់ថាសម្ដីខ្ញុំនៅស្រាលបងបងមិនគាត់ខ្លាំងខ្ញុំនៅស្រាលឯងបងឯងឆេះវាមិនតាន់អត់កពូលតាមតាន់សើឆេះនៅសំសំឡើយតាបងបន្តទៀតបងខ្ញុំតកាត់ភ្លេចឯងអូខេខ្ញុំបើស្អាតតទៀតដូច្នេះតាមរយៈនៃមូលហេតុដែលប្រេបប្រាំងធ្លាប់មានសន្តិភាពរាប់រយឆ្នាំហ៊ានមែនបារាំងធ្លាប់មានសន្តិភាពទេអាភ្លើបារាំងគេមានសន្តិភាពយូរហើយណាហើយគេដូរមេដឹកនាំរហូត5ឆ្នាំគេបោះឆ្នោតម្ដងមិនមែនបារាំងធ្លាប់មានសន្តិភាពទេបារាំងគេមានសន្តិភាពជាប់រហូតប្រទេសគេប្រកាន់យុត្តិធម៌ថាបតៃអាចចង្អាយយកតែកំពុងតែនឹងមានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសន្តិភាពសម្រាប់តែក្រុមអដេរឆានឯងទេដែលសពថ្ងៃនេះចាបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារឯងទេតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទេឬសូតែសម្រាប់នៃការជិះចាប់ការផ្លំយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងតែពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទេសវិញ្ញាសំទោសកាត់មិញណាចាំផ្ដាំទៅអាឆ្កែឈួតណាពួកអាមេឈួត7មករាឯងណាឯងកុំឡើងលឿងវេទិកាអាបបេះស្អុយកខុកកខឯងណាបើកលើវេទិកាអត់មានណាចេះតថ្លៃសូមមកអ្នកគេនឹងអង្គុយជិតនឹងគេភើតាមឯងអាឈួតគេអត់ភើទេប្រទេសបារាំងគេនៅតែមានគេនៅតែមានសន្តិគេហើយគេមិនវាថាគេមិនមិនថាបារាំងធ្លាប់មានសន្តិភាពសំបីតែបារាំងណែត្រង់មិនធ្លាប់មានបាយថាមានហើយអត់មានត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែបារាំងនៅតែមានសន្តិភាពរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងសន្តិភាពមានដល់ដែរហ្នឹងហើយអត់ត້ອງបាត់ម្ដងណាស់ហើយ100ឆ្នាំជាងហើយតែគេមានសន្តិភាពណាអញ្ចឹងអាឈួតនឹងអំណាចឯងនឹងអាឈួតនឹងក្តិតយួនក្តិតចាស់ណាស់ហើយហើយបិទប្របេដល់ថោកទីវិញហ្នឹងទៅហើយកុំឡើងវ៉ាវ៉ាវ៉ាវ៉ាណាគេមានខួរក្បាលចេះគិតទៅហែងណាហែងមិនអាចកុហកគេបន្តទៀតបានទេសំបីតែខ្លួនហែងហែងកុហកខ្លួនហែងនឹងឡើងលែងជឿខ្លួនឯងហើយហ្នឹងវាហួសហេតុពេកទៅហ្នឹងណាប្រទេសបារាំងគេនៅមានសន្តិភាពហើយគេនៅតែមានគណៈបកគេប្រឆាំងគណៈបកគេខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគណៈបកប្រទេសបារាំងអត់មានអំណាចប្រមូលផ្ដុំទេហែងយល់ឲ្យអាឆ្កែកញ្ចាស់ថោកទៀតអាឈួតចុយតម្លាយហែងនេះហែងដឹងអត់ណាអញមិននៅប្រាំងទេប៉ុន្តែអញដឹងអាឡម៉ង់ហេប្រាំងវាអត់ខុសគ្នាទេហើយអ្នកដែលនៅប្រាំងក្ដោយអ្នកនៅអាឡម៉ង់ក្ដោយនៅក្រៅប្រទេសក្ដោយប្រទេសគេនីមួយនីមួយបែបប្រកាន់យកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសណាក្ដោយប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រទេសគេអំណាចប្រមូលផ្ដុំទេគឺអំណាចរបស់គេគឺនៅលើពលរដ្ឋហើយតែពលរដ្ឋមកឃើញថាហោគណៈបកណាចង់បង្កើតសង្គ្រាមគណៈបកណាសង្គ្រាមមិនបាច់ចាំមិនបាច់ចាំនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចេញប្រជាទេគឺប៉លីសតាហានគេណាគេធ្វើការរត់ថ្ងៃ
គេធ្វើការរត់ថ្ងៃប៉ូលីសអំណាចប៉ូលីសផ្សេងតាហ៊ានផ្សេងតារាការផ្សេងអឺសូម្បីតារដ្ឋាភិបាលម៉ាក្រុងក៏មិនមានអំណាចដែរគេអំណាចរបស់គេមុនម៉ាក្រុងគេបញ្ជាអ្វីគេមានគេមានវាហៅថាអឹមមេធាវីរបស់គេគេមានមេហៅអាក្រុមគេនោះណាមុនប្រកាសថាគេមានក្រុមរបស់គេត្រូវសម្រេចគេសម្រេចក្រុមគេសម្រេចគេបោះឆ្នោតសម្រេចហើយបានគេឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសម្រេចតាមក្រោយណាមិនអំណាចប្រមូលដុំទេគឺអំណាចនៅតុលាការអំណាចនៅពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្រោយសប្តាហ៍នេះប្រទេសប្រាំងអាឡម៉ង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូយសូមគិតឲ្យរៀងខ្ញុំកាត់សូហ្វីកន្លែងនឹងមួយហ៊ុនសែនកុំថាឡើយរឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិសំបីឲ្យយកដេកធ្វើគ្នាលើក្រែមស្រួលក៏យកទៅសួរក៏យកទៅប្រដងហ៊ុនសែនដែរណាប្រទេសប្រាំងក្តៅប្រទេស